Tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Ban công tác mặt trận đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đây là khu phố tổ chức điểm tại địa phương, là khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa 20 năm liền. Khu phố có hơn 720 hộ dân với trên 2.700 nhân khẩu, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Trong thời gian vừa qua, khu phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình như khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội, mô hình nhà tôi có bình chữa cháy, tuyến đường tự quản, xanh, sạch, thân thiện với môi trường, mô hình tiếp xúc đến trường. Các hội đoàn thể phối hợp tạo điều kiện cho người dân vay trên 2 tỷ đồng từ các nguồn vốn hợp pháp để làm kinh tế gia đình. Nhờ đó, khu phố hiện không còn hộ nghèo, đời sống người dân ngày càng phát triển, tăng hộ khá giàu, hơn 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa.